Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Alimetina. Trong tập 51 phần 5 của Học viện Già Năm, Tiêu Viêm sau khi xác nhận Thải Lân đã mang thai, Tiêu Viêm đã quay về về mình căn cứ Hắc Sơn chuẩn bị đi giết Lạc Nhật Thiên và ba trưởng lão Mộ Lan Công. Tiêu Viêm, Hải Bất Đông, Tiêu Đỉnh hay một số người khác đang đợi Thải Lân. Thải Lân đã xuất hiện kém 5 phút cho đám người Tiêu Viêm. Chuyển sang tập 52 phần 5 của Học viện Già Năm, Tiêu Đỉnh đã bàn kế hoạch như sau. Tiêu Viêm và Thái Lan sẽ lẻn vào thành ám sát Lạc Cảm Thiên và ba trưởng lão Mộ Lan Câu. Đám người Hải Bá Đông sẽ mai phục ngoài thành. Thái Lan đã dặn người Xà Nhân tộc phải nghe lệnh Hải Bá Đông. Nếu làm trái sẽ bị ăn biên bản phạt nặng. Vì vậy, đám cường giả Xà Nhân tộc do nhị thống lĩnh Hắc Độc đã đồng ý với Minotaur. Sau đó, Thái Lan đã bay theo đám người Tiêu Viêm. Nhóm Tiêu Viêm, Hải Bá Đông hay một số người khác đang trên cành cây rình trộm vào bên trong ba đại đế quốc đóng quân đã thảo luận kế hoạch. Thái Lan nói chuyện với Tiêu Viêm về miếng ngọc Tiểu Y Tiên đưa cho, hãy bóp nó đi. Tiêu Viêm đã bóp miếng ngọc để Tiểu Y Tiên cho quân đội tuần tra ít hơn. Tiêu Viêm đã nhìn Thái Lan xin lỗi chuyện hôm qua, nghi ngờ Thái Lan mang thai. Thái Lan nghe vậy cũng khá thoải mái khi nghe câu xin lỗi của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lại hứa với Thái Lan là hắn sẽ cố gắng luyện chế thuốc dưỡng thai, thiên hồn, dung huyết đan cho cô. Yên tâm, trong vòng 2 năm tới sẽ tới tay. Thái Lan đã gật đầu với Tiêu Viêm, đồng thời dùng tay hút lấy một con rơi đang có mảnh giấy. Thái Lan đã cho Tiêu Viêm biết, đây là miếng bản đồ bên trong ba đại đế quốc của Tiểu Y Tiên gửi, và có vị trí của Lạc Nhạn Thiên và ba huynh đệ Mộ Lan Cốc. Thái Lan sẽ đi giết Lạc Nhạn Thiên Đấu Tông ở phía Bắc, còn Tiêu Viêm sẽ đi giết ba trưởng lão Đấu Hoàng 9 sao ở phía Tây. Tiêu Viêm đã dặn Thái Lan cẩn thận đến buổi tối hành động luôn. Chuyển đến buổi tối, Tiêu Viêm đã nói chuyện với Hải Bá Đông, là nếu lần này ám sát thành công Lạc Tận Thiên và ba trưởng lão Mộ Lan Câu thì đám người Hải Bá Đông không cần xuất hiện tiếp ứng. Hải Bá Đông cũng ok luôn. Sau đó Tiêu Viêm và Thải Lân đã di chuyển đến mục tiêu của mình. Tiêu Viêm đã tách Thải Lân cho biết là nếu ám sát thành công Lạc Tận Thiên, cô cứ bay đến chỗ Hải Bá Đông ngoài thành không cần đợi hắn. Nhưng Thải Lân có vẻ sợ Tiêu Viêm bị nguy hiểm con trong bụng mồ côi mất cha, nên cô lắc đầu không đồng ý. Tuy nhiên Tiêu Viêm cũng cho Thải Lân yên tâm là hắn việc chạy thoát không phải lo đâu. Do đó Thải Lân giờ mới đồng ý kiến của Tiêu Viêm. Trở lại với Tiểu Y Tiên đang đứng trên mái nhà, cô đang suy nghĩ về vấn đề đã giúp hết khả năng nhóm người Tiêu Viêm đi ám sát rồi. Chuyển đến chỗ Thải Lân đã phi lên nóc nhà nhìn qua khe manh ngói của Lạc Nhạn Thiên. Thải Lân đã nhìn thấy trực tiếp cảnh Lạc Nhạn Thiên đang tập thể dục trên giường với một cô gái rung giường. Thải Lân đã ngưng tụ sức mạnh từ tay bắn một phát one hit Lạc Nhạn Thiên, khiến hắn trong lúc đang sướng không kịp phản kháng đã chết. Trở lại chỗ Tiêu Viêm đang đi đến túp lều của ba trưởng lão Mộ Lan Cốc đang trị thương. Tiêu Viêm dành một đường nhìn qua túp lều của ba trưởng lão Mộ Lan Cốc đang ngồi xếp bằng hình tam giác. Tiêu Viêm không ngờ rằng tam thú man hoàng quyết có thể chữa trị cho nhau. Lúc này hổ trưởng lão vừa mở mắt nhưng vết thương rất nghiêm trọng, khả năng dùng thuốc sáu phẩm ở trong cốc rồi. Gấu trưởng lão cũng kể về sức mạnh của Tiêu Viêm cho Lạc Nhạc Thiên ăn quả bom ba màu, khả năng Lạc Nhạc Thiên cũng bị thương khả năng. Hồ trưởng lão đã đề nghị với hai trưởng lão còn lại là khi nào Lạc Nhạn Thiên khỏi bệnh sẽ liên kết lại về đánh Viêm Minh. Đúng lúc này Tiêu Viêm xuất hiện trước ba trưởng lão Mộ Lan Công. Gấu trưởng lão và sư tử trưởng lão đã hợp sức đánh một trưởng vào người Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đã tạo ra ba cái hình ảnh và di chuyển bóp cổ hồ trưởng lão. Sư tử trưởng lão và gấu trưởng lão đã xin lỗi Tiêu Viêm đừng giết hồ trưởng lão. Nếu như Tiêu Viêm giết hồ trưởng lão, đồng nghĩa sẽ đối đầu với Mộ Lan Công. Tất nhiên Tiêu Viêm cũng bóp mạnh cổ hồ trưởng lão một cái, là Viêm Minh bị ba đại đế quốc vây đánh sấp mặt. Gấu trưởng lão và sư tử trưởng lão đã đề nghị với Tiêu Viêm, Tiêu Viêm không giết hồ trưởng lão, bọn họ sẽ đưa lại công pháp địa giai trung cấp tam thú man hoàng quyết. Tiêu Viêm nghe vậy đã đồng ý lấy công pháp tam thú man hoàng quyết của Mộ Lan Cốc. Nhưng Tiêu Viêm đã bóp gãy xương cổ hồ trưởng lão chết luôn và lấy chiếc nhẫn từ trên tay hắn. Vì vậy gấu trưởng lão và sư tử trưởng lão đã điên lên khi thấy Tiêu Viêm giết hồ trưởng lão. Họ đã la to cho toàn bộ các cường giả Mộ Lan Cốc đang đi tuần tra là bắt lấy Tiêu Viêm nhanh lên. Tiêu Viêm đã cảm nhận được có thêm ba thằng đấu hoàng sắp đến nữa. Tiêu Viêm đã bật cánh bay ra ngoài doanh trại Mộ Lan Cốc thì một thằng đấu vương và một thằng đấu hoàng lao lên ngăn cản. Tiêu Viêm đã đấm một thằng đấu vương cụt đầu nát sọ não chết toi, còn thằng đấu hoàng một sao bị Tiêu Viêm dùng dị hỏa lưu ly liên tâm hỏa đấm cho phọt máu mồm trên. Gấu trưởng lão đã sử dụng đấu kỹ hung hùng toái địa quyền ngưng tụ trên tay một hình gấu, còn sư tử trưởng lão đã sử dụng đấu kỹ sư tử thôn kính ngưng tụ trên tay một hình sư tử đã chưởng vào người Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đã sử dụng lửa hỏa hoàn bạo chưởng vào gấu trưởng lão và sư tử trưởng lão đã tạo ra một vụ nổ.
Tiêu Viêm đã bị thương, ngoài da chảy máu khắp nơi. Gấu trưởng lão và sư tử trưởng lão hai tay đã dính đầy máu bị thương. Tiêu Viêm tiếp tục vì các cường giả một lần câu dùng trưởng đánh vào người luôn. Tiêu Viêm đã triệu hồi Azabgai dị hỏa phòng thủ. Cũng may Thải Lân đã xuất hiện thấy Tiêu Viêm đang chảy máu trên người. Thải Lân đã đề nghị Tiêu Viêm là hai thằng già gấu trưởng lão và sư tử trưởng lão hôm nay sẽ được quấn chiếu làm đám ma. Tiêu Viêm hỏi Thải Lân về Lạc Giản Thiên xong rồi. Thải Lân cũng gật đầu. Thải Lân đã cho Tiêu Viêm chạy ra doanh trại trước đi. Việc còn lại cô sẽ giải quyết cho. Thải Lân đã lao đến gấu trưởng lão và sư tử trưởng lão. Gấu trưởng lão và sư tử trưởng lão đã hạ lệnh mọi người hãy tấn công Minotaur. Tuy nhiên Thải Lân vẩy tay nhẹ đi luôn cả dàn các cường giả một ăn cộng yếu đuối văng khắp nơi phật bóng mồm trên. Một số mạnh hơn thì vẫn trụ được. Thế nhưng Thải Lân đã chưởng một chưởng vào gấu trưởng lão và sư tử trưởng lão. Gấu trưởng lão và sư tử trưởng lão đã dùng hai chưởng đỡ lại. Và gấu trưởng lão và sư tử trưởng lão đã phọt máu mồm trên ngã văng ra xa. Thải Lân đã dùng một thanh kiếm xoẹt xoẹt khiến gấu trưởng lão và sư tử trưởng lão ra đi chân lạnh toát trên luôn tại chân. Điều này khiến các cường giả một lan đế quốc không dám leo lên nữa. Thải Lân đã lấy hai chiếc nhẫn trên tay của hai trưởng lão một lan cốc. Sau đó cô di chuyển bay ra doanh trại gặp Tiêu Viêm. Hai người đã di chuyển ra khỏi thành luôn. Vì các cường giả Lạc Nhạn và một lan đế quốc phát hiện tông chủ của họ đã bị ám sát. Trên đường bay Tiêu Viêm hỏi han sức khỏe vợ mình Thải Lân có sao không. Thải Lân trả lời Tiêu Viêm. Chỉ cần Tiểu Y Tiên không ra tay không ai đánh được cô đâu. Cuối cùng Tiêu Viêm và Thải Lân cũng gặp được đám người Hà Bá Đông đang đứng ngoài thành. Tiêu Viêm cũng cho mọi người biết là đã thành công ám sát rồi. Bây giờ Tiêu Viêm lấy chứng nhân của Hồ Trưởng Lão ra xem. Hắn lấy ra quyển sách công pháp Tam Thú Man Hoàng Quyết trước mặt mọi người. Sau đó đám người Tiêu Viêm đã trở về Hắc Minh an toàn. Trải qua một thời gian sau, Lạc Nhạn Đế Quốc mất đi Lạc Nhạn Thiên của Kim Nhạn Tông. Mộ Lan Đế Quốc mất đi ba trưởng lão một lan cốc. Họ đã phải nghe lời Tiểu Y Tiên rút quân khỏi Gia Ma Đế Quốc. Lúc này, Xà Nhân Tộc đã được Gia Ma Đế Quốc cấp cho một vùng đất sinh sống gần Ma Thú Sơn Mạch. Nên Thải Lân đã rời Tiêu Viêm một thời gian về Xà Nhân Tộc xây dựng nhà cửa. Chuyển đến cảnh Huân Nhi đang ở cổ tộc. Lăng Ảnh đã quay trở lại báo tin của Tiêu Viêm cho cô ấy. Lăng Ảnh đã kể toàn bộ sự việc của Tiêu Viêm cho Huân Nhi 3 năm nay. Từ Viêm Minh, Tiêu Viêm đã là đấu hoàng. Dược Trần đã bị hồn điện bế đi tham gia chương trình đi tù cùng các nghệ sĩ thần tượng. Huân Nhi nghe vậy đã ra lệnh Lăng Ảnh là đi điều tra nơi hồn điện nhốt Tiêu Chiến và Dược Trần. Lăng Ảnh cũng nói thêm với Huân Nhi, hắn đã nghe lén chuyện các trưởng lão nói chuyện là Huân Nhi không lấy được mảnh chìa khóa đà xá của Đế Ngọc ở Tiêu Gia, nên họ chuẩn bị phái người trong cổ tộc đến Gia Ma Đế Quốc lấy chìa khóa từ Tiêu Gia. Huân Nhi nghe chuyện Tiêu Gia sẽ bị cổ tộc phái người đến, cô đã dùng dị hỏa thiên đế phần thiên viêm của mình đốt cháy cả ngọn núi biến mất luôn trong vài giây. Điều này khiến Lăng Ảnh chứng kiến từ xa cũng nhận định tình cảm của Huân Nhi đối với Tiêu Viêm như thế nào. Quay trở lại tổng bộ hải quân Viêm Minh tại Gia Ma Đế Quốc. Đan đường là nơi tập trung luyện dược của Gia Ma Đế Quốc Viêm Minh. Pháp Ma đang nói chuyện với Tiêu Viêm về thuốc phệ sinh đan 6 phẩm. Là đám luyện dược 5 phẩm khó luyện được, nhưng hợp sức có thể luyện được. Tiêu Viêm đã đưa 2 viên phệ sinh đan cho Hải Bá Đông bảo quản. Hải Bá Đông cũng cho mọi người biết luôn là nửa năm nữa Viêm Minh sẽ có thêm 10 cường giả đấu vương. Tiêu Viêm đã dặn Pháp Ma hay mọi người đang có mặt là hắn sắp rời Viêm Minh một thời gian. Do Tiểu Y Tiên đã gửi thông báo về hồn điện cho hắn, nên Pháp Ma cũng lên tiếng là ông sẽ cố gắng luyện chế phệ sinh đan. Nhưng có điều nếu mời được đan vương Cổ Hà thì phệ sinh đan có tỷ lệ thành công cao hơn. Tiêu Viêm nghe vậy cũng nói luôn là hắn mời Cổ Hà hơi khó vì chuyện của Vân Vân. Tuy nhiên Pháp Ma cũng cho giải pháp cho Tiêu Viêm là có thể mời Cổ Hà gia nhập đan đường của Viêm Minh. Nếu như Tiêu Viêm có thể hứa cho Cổ Hà tham gia được đại hội đan thao to nhất hành tinh đấu khí đại lục. Do Cổ Hà từng nhờ Pháp Ma đăng ký, nhưng công hội luyện dược Gia Ma Đế Quốc hơi còi nên không được tham gia từ vòng gửi xe của đan tháp nữa. Do đó Tiêu Viêm quyết định đi gặp Cổ Hà. Sau đó đám người Tiêu Viêm đã di chuyển đến nơi Cổ Hà và Liễu Linh đang ẩn cư. Liễu Linh thấy Tiêu Viêm đã chào Tiêu Viêm đến đây làm gì. Tiêu Viêm cũng trả lời là hắn muốn gặp Cổ Hà nói chuyện. Cổ Hà đã mở cửa phòng đi ra nói chuyện với Tiêu Viêm. Là Viêm Minh tìm hắn, đặc biệt là Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đã nói với Cổ Hà chuyện chính là hắn muốn mời Cổ Hà vào đan đường của Viêm Minh. Tất nhiên Cổ Hà từ chối. Pháp Ma đã lên tiếng là Cổ Hà không muốn tham gia thi đan tháp nữa. Hiện tại Viêm Minh có thể đáp ứng cho hắn. Cổ Hà cũng cho Pháp Ma biết là đừng lôi kéo đan tháp dụ hắn nữa. Bây giờ hắn xách vào lô mà đi với trình độ luyện dược 6 phẩm đến quốc gia khác. Kiểu gì chả có nơi cho hắn trú ngụ tham gia đan tháp. Tiêu Viêm đã nói chuyện với Cổ Hà là luyện dược khác quốc tịch cũng bị ghét.
hãy gia nhập Tiểu Viêm đi. Không lẽ cổ Hà vì hắn mà không gia nhập? Vì vậy cổ Hà cũng cho Tiểu Viêm một câu trả lời. Hắn gia nhập Tiểu Viêm cũng được. Chỉ cần Tiểu Viêm solo luyện dược với hắn, Tiểu Viêm thắng hắn sẽ gia nhập. Pháp Mã nghe vậy đã lên tiếng. Là cổ Hà làm khó Tiểu Viêm bắt nạt thằng trẻ con 20 tuổi đúng không? Tất nhiên cổ Hà hỏi Tiểu Viêm một lần nữa. Có thi đấu hay không thì luận. Nên Tiểu Viêm đã đồng ý solo luyện dược với cổ Hà luôn. Sau đó cổ Hà đã dẫn Tiểu Viêm vào phòng của mình solo luyện dược trong kín đáo. Trở lại với Hà Bích Đông bàn chuyện với Pháp Mã. Là Tiểu Viêm cổ Hà ai sẽ thắng? Pháp Mã cũng chịu. Trải qua 2 ngày sau, đám người Hà Bích Đông Pháp Mã đang đứng bên ngoài đợi kết quả của Tiểu Viêm và cổ Hà. Tiểu Viêm và cổ Hà đã bước ra khỏi phòng. Hai người không nói kết quả ai thắng. Nhưng cổ Hà đã dẫn Liễu Linh gia nhập đan đường của Viêm Minh. Trải qua 1 tháng sau, Tiểu Y Tiên ở Xuất Văn Đế Quốc đã gửi chim bồ câu đưa thư cho Tiểu Viêm. Vì vậy Tiểu Viêm được món cháo bồ câu và một tin tức là người hồn điện đã xuất hiện rồi, mau lên đường đến Xuất Văn Đế Quốc. Cảm ơn anh em đã xem hết video.